những công nghệ kỳ cục được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Cách đây hơn 100 năm, khi Thế chiến thứ nhất diễn ra, một loạt các công nghệ hiện đại nhất thời bấy giờ đã được đưa vào sử dụng. Thế chiến thứ nhất được coi là một trong hai cuộc chiến tranh đẫm máu bậc nhất lịch sử nhân loại và cũng không kém phần kỳ cục khi vũ khí, trang bị của thế kỷ 20 được sử dụng với chiến thuật của thế kỷ 19. Máy đào hào tự động được ra đời trong cuộc chiến tranh được mệnh danh là chiến tranh chiến hào này. Liên lạc vô tuyến không dây vẫn là thứ công nghệ xa xỉ với nhiều quốc gia trong thời kỳ này. Vũ khí hóa học cũng được sử dụng phổ biến trong cuộc Thế chiến thứ nhất, nhưng không tạo ra nhiều khác biệt vì cách phòng chống khá đơn giản, chỉ cần làm mặt nạ chống độc phát cho lính. Lính Mỹ với khẩu pháo mini 37mm trên chiến hào, tới chiến tranh Việt Nam, súng phóng lựu 40mm đã nhỏ gọn tới mức mỗi người lính có thể mang theo một khẩu. Quần áo giữ nhiệt thời này vẫn chưa được ra đời, nên phi công khi bay lên độ cao lớn cần buộc dây điện vào người để giữ nhiệt. Bên trong một phòng điện tính quy mô lớn thời Thế chiến thứ nhất. Quân đội Pháp với xe gắn máy 3 bánh cùng súng máy hạng nhẹ. Để phát hiện máy bay, ngoài dùng mắt thường, người ta còn sử dụng những bộ khuếch đại âm thanh có hình dáng kỳ lạ như thế này. Một trạm chuyển tiếp thông tin điện tính không dây yêu cầu bố trí rất cồng kềnh và kèm theo việc dùng sức người để phát điện. Cỗ xe tăng đầu tiên của quân đội Anh trong Thế chiến thứ nhất. Xe máy phân khối lớn của Harley Davidson được quân đội Mỹ sử dụng trong Thế chiến thứ nhất. Xe tăng của Anh mang tên Whippet, một trong những loại xe tăng được cho là hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ, xuất hiện trên chiến trường châu Âu. Binh lính sử dụng mặt nạ phòng độc khi tác chiến vì sợ đối phương tấn công bằng vũ khí hóa học. Sau Thế chiến thứ nhất, vũ khí hóa học bị cấm hoàn toàn trên khắp thế giới. Một trạm hoa tiêu được đặt ngụy trang thành hình gốc cây trên vùng đất chết giữa chiến tuyến của hai bên. Để liên lạc từ xa một cách an toàn và đơn giản nhất, binh lính thời kỳ này sử dụng đèn nháy với mã Morse để truyền tin. Một mẫu xe cứu thương trong Thế chiến thứ nhất có hình dáng không thể kỳ cục hơn